À cette époque de l'année, à Koroka, on travaille au champ pour repiquer les patates douces. Toute la famille est mise à contribution. Mais contrairement aux autres hommes du village, Sokun, le père de famille, ne mettra pas la main à la charrue. Il travaille à plein temps pour la paroisse catholique. En l'an 2000, il a reçu le baptême et est rapidement devenu président du conseil paroissial. En partie grâce à ses efforts et sa présence quotidienne, aux côtés du père Gérald Vaugin des Missions étrangères de Paris, Koroka est devenu un village cambodgien atypique d'un point de vue de la mission. L'originalité principale tient à la place de la communauté catholique, sa croissance et au respect qu'elle inspire malgré les préjugés négatifs à l'encontre des chrétiens au Cambodge. ហើយគាត់បានគាត់កំពុងតែស្វែងរកអ្នកដែលជួយគាត់ក្នុងការព្យាបាលដោយសារគាត់ក្រអីចឹងណាពេលនោះគាត់បានយាយម្នាក់គាត់ឈ្មោះយាយធូគាត់បានដូចជាគាត់ស្គាល់បងស្រីមេត្តាករណាអីចឹងដោយសារពេលនោះគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមហៅយាយធូទៅភ្នំពេញដើម្បីព្យាបាលជំងឺហើយយាយហ៊ីមទៅយាយធូគាត់ហៅទៅដល់ពេលទៅដល់ភ្នំពេញហើយយាយហ៊ីមគាត់បានទទួលការព្យាបាលពីបងស្រីមេត្តាករណា ហើយពេលនោះពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមជាបាលជាហើយគាត់ត្រឡប់មកកំពង់ចាមវិញហើយក្រោយមកគាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងរកព្រះសក្កុំដល់ពេលឃើញគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមទៅអប់រំជំនឿនៅកំពង់ចាមហើយមួយរយៈក្រោយមកដែលយើងមានគាត់ទៅដូចជាការធ្វើដំណើរឬអីផ្សេងៗដូចឆ្ងាយដែរពីកំពង់ចាមទៅកោះរកាប្រមូលអំពិលគីឡូយើងធ្វើដំណើរដោយកង់ឬយើងអត់មានកង់ជួនណាយើងដើរអីអញ្ចឹង Kampong Cham, au nord-est du pays, installée le long du Mekong, est la sixième ville du pays en importance, à 2h30 de la capitale par la route. Dans cette province, la plus peuplée du Cambodge, avec 1,6 million d'habitants, une forte communauté musulmane est installée, descendante du peuple Cham. En 2001, le pont Kizuna, long de 1,5 km, fut le premier au Cambodge à enjamber le grand fleuve. La plupart des plantations d'EVA sont ici. Elles font du Cambodge le deuxième exportateur mondial de caoutchouc naturel. L'église catholique aussi est implantée depuis 4 siècles, mais sa présence a été complètement anéantie par la guerre civile et les Khmers rouges. La préfecture apostolique a repris ses activités pastorales en juillet 1993, quasiment de zéro. Monseigneur Anthony Sami Susairaj est l'actuel préfet apostolique de Kampong Cham, épaulé par 10 prêtres, dont le père Gérald Vaugin. Ce village de Koroka lui a été confié en 1995. Sans habitants, 130 familles vivent dans le village de Koroka. Quelques-unes possèdent une moto ou une télévision, mais la plupart peinent à nourrir et éduquer leurs 4 ou 5 enfants en moyenne. La rizière et le maraîchage constituent les principales ressources du village, mais l'érosion des berges du Mekong et le dépôt d'alluvions sableuses lors des dernières inondations en saison des pluies entravent les rendements. Ici, une vingtaine de foyers vivent en dessous du seuil de pauvreté, fixé à 40 centimes d'euros par jour et par personne. Adultes et enfants, en capacité de travailler, doivent parfois trimer comme manœuvre ou ouvrier pour à peine plus de 2 euros par jour. Avant 1995, il n'y avait aucun chrétien dans le village. La seule religion présente était le bouddhisme.
Cet endroit donc est un lieu historique pour nous, parce que la maison de Yehim, c'est le premier lieu où l'église a commencé à Koroka. Au début, on se réunissait dans sa maison pour la catéchèse, pour la prière, de 1996 à 1999. Voilà. Donc même 1995 à 1999, les quatre premières années de la communauté, on était dans cette maison. Tớ vốn dương mình chứ nó dương tớ mơ lên mình chưa dương tớ mơ cái này dương tớ mới khơi sự cam một phép xem xén dương an pre bẩn tuol anh chẳng tới đôi chi chập ở rắm nâng pre bẩn tuol nâng sự cam một phép tiền lai đây là nâng không pre sạc cúm đôi chi tụm nẹt tụm nong chỉ một cái là o dương tẹt tông nâng tụm nẹt mòn chứ để xem mình pre bẩn tuol khác lắm rồi nhận chập ở rắm nâng bị xếp bọt chim riêng phong bọt chim riêng đôi chi chỉ tẹt tiền ở rắm dương á chập làm chắc nhâm chập làm tới tới dương từ 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 ôm rung chim nữa nhưng mà chấp làm từ cổng tràm, từ đầu cổng tràm môi thì dạp bể, cài máu để sao đôi chia việc bị bạn không cá thua đập nan được, bên nó nhọ miền cao miền này chi tới gì, chuyện bể khác nhìn thấy các chị con kê rồi anh chẳng chẳng tới tin đâu tới ôm rung chìm nữa, tới bể để sao tới ôm rung chìm nữa nick nhom cái thà chia ai cùng rong ca rồi bỏ phải chìm chả, rồi ca tra hai rồi bỏ phải chìm chả thua nhưng chấp ở rắm, tới rồi hốt để sao phim muốn chìm môi con mày rồi bên này nhưng mà đây nơi chìm môi thế nhưng ở chơi chết đi. Còn ta bây để dân ta ốc rung chùm nưa, dân hát bọt chùm riêng, bây nó dân chạp ở rõm, dân chạp bán bọt chùm riêng nó mà chùi ở con khuyên chạch riêng này. Dân chẳng bây nó dân chạp ra mà chùm mùi con khuyên ra hột. Đồng bồn lái, thông ở đây dân nẹ chưa nẹ đại kháng Phật sạch ná. Nơi bây nè để dân châu Kri sạch ná, ốc bà sạch về tay ta miên cạt láng, đòi sao kì thông ở đây dân đô sạch ná vì mình sạch sửu tì. Dân chẳng kì chào dân, kì tha dân, chỉ nẹ ốc hồn. Thầm ra này căn Phật sạch sạch chứng, đặc biệt cả nào tới căn Kri sạch sạch mình mà tệ chỉ trang kì kết thai dương tìm mũi, dương bọc bọn cháu sạch sạch luôn.